về trạm làm việc. Trạm mày trạm nào không biết? Đấu ghê. Để nói đấu, anh nói chuyện với thế, anh nhà báo, anh nói không đấy thì anh bắt. Đó mà mọi về trạm làm việc với anh. Anh đi nói chuyện, anh tổng chứ đấu ở đâu mà anh kêu đấu. Điều 3 là xử lý hành chính, mọi cái vi phạm đều phải xử lý kịp thời. Phải lập biên bản cái chỗ. Lái xe bảo không lập, tôi không lập. Ôi dồi ôi, lái xe bảo. Bảo lái xe đi. Trung tá. Đồng chí trung tá, trung tá gì đây? Làm trung tá rồi mà lái xe bở lập ạ, là không lập. Ông chú Đức Minh đâu rồi, và ông gửi ông ấy ra xô ông đẩy. Ông chú Đức Minh ông đi đâu rồi không biết. Ông chú trung tá đây là gì đấy? Ông không được tham tôi đâu, ông chú trung tá này, ông chú trung tá gì mà lại bổ là lái xe bổ không lập thì tôi không lập. Xem nào đồng chí chúng ta thì đâu nào làm sao người dân giám sát mà quay đi quay lại đấy nhỉ? Cho xem đây xem đấy, tới tới tôi xem ôi, xem ôi, ôi, à, giỏi ôi. Giỏi ông chẳng có quyền gì cả. Ôi giỏi ôi ôi giỏi ôi ôi giỏi ôi giỏi ôi lại bảo mắng dân này, bố nào bố tép này. Ôi giỏi đố thật đấy, vui quá. Không đi được không? Không đi được không? Không, đứng đây thôi. Đấy, ra ngoài đâu đây, ngồi này. Nhà dân, đây nhà dân, vào đây làm gì? Ngoài ra đây ngồi. Ôi, ông trung tá này. Ôi dồi ôi, ông trung tá này. Ôi, đây là nhà dân hay là... Nhà dân, mời anh ra ngoài. Hả? Ôi, cảnh sát giao thông ấy. Ê, cởi quần áo ra định đánh nhau này. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi, bắt hộ cái. Ôi, cởi quần áo rồi, cảnh sát không cởi. Hả? Ông cảnh sát không cởi quần áo rồi. Ôi bình tĩnh, toàn thanh niên nhau cả. Cởi quần áo rồi, ôi nhảy ơi đánh nhau. Úi giời ơi. Đây. Đây rồi.